Chị Chim xin mến chào tất cả các bạn nhỏ thân yêu. Ngày hôm nay chị sẽ giới thiệu với các em đây chính là hộp đồ chơi ngựa pony bác sĩ pony ha. Đồ chơi bác sĩ và ở bên ngoài nó có in hình những chú ngựa pony mà Little Pony rất là dễ thương. Ở đây chúng ta có thể thấy ở bên trong có nguyên một cái vali bác sĩ như thế này. Và nó có rất là nhiều những cái đồ mà chúng ta sẽ khám bệnh được. Bây giờ chị sẽ mở ra nha. Wow, một cái vali màu tím rất là xinh. Cái quai này đóng rất chắc và mở nhé. 1, 2, 3. Yeah. Ở bên trong này chúng ta có đây là cái túi. Trong cái túi này đựng rất là nhiều cái đồ bác sĩ nè. Đây là cái sticker. Thì chị nghĩ đây là sticker để lát nữa chúng ta sẽ dán trang trí lên nhé. Rồi đây là một cái bàn. Ok, và chị sẽ bắt đầu lắp ráp cái vali bác sĩ này nha. Cái này nó rất gọn ở chỗ là các em chơi xong á, chúng ta dọn đồ bỏ vào vali và xách đi, cất đi rất là gọn gàng cái nhà của mình. Đầu tiên là sẽ gắn cái này lên đây. Tiếp theo thì chị Chim Sinh sẽ trang trí. Ở đây nó có những cái đồ trang trí cho chúng ta. Cái phần này lát nữa. Bây giờ chúng ta sẽ móc cái hộp này trước đi nha. Rồi để xem chúng ta sẽ có gì đây. Đầu tiên đây là một cái vỏ hộp thuốc. Một hộp thuốc giả vờ được làm bằng bìa cạc tông nè. Bìa giấy cứng. Rất là xinh nhé. Có hình những cái viên thuốc luôn nè các em. Tiếp theo đây là hai cái bục màu đỏ này, chúng ta sẽ để hai bên. Rồi tiếp theo chúng ta có một cái ống tai nghe khám bệnh. Các em sẽ bỏ hai cái này vào lỗ tai. Còn phần này chúng ta sẽ dùng để đặt lên ngực của bệnh nhân hoặc là những cái vùng mà chúng ta cần khám. Thì thường cái này là sẽ nghe nhịp tim, nghe cái lồng ngực ha. Màu xanh trắng rất là đẹp nè. Ok, chị Chim Sinh đã dựng đứng cái vali này lên để cho chúng ta dễ nhìn nhé. Và tiếp tục sẽ gắn nè. Bây giờ chị sẽ giới thiệu lại nha. Chúng ta có những cái thanh này thì chị sẽ gắn lên trên. Rồi đây là cái miếng này thì chúng ta sẽ gắn ở dưới, dùng để đựng đồ. Ok nha. Và bây giờ sẽ dán sticker nè. Sticker thì có rất là nhiều. Đây. Cái sticker này thì chúng ta sẽ dán ở đây. Quên mất nhé, chúng ta phải dán cái sticker rồi hẳn gắn cái này. Đây một cái sticker với những cái biểu đồ sinh học của con người. Rồi dán lên trên đây.
Sau khi đã dán xong thì chúng ta mới gắn cái này lại nhé. Ok. Rồi, bây giờ cái ống tai nghe này lúc nãy chị đã giới thiệu rồi đúng không nè. Chị sẽ đặt lên đây. Tiếp theo thì chúng ta có dụng cụ đo nhiệt độ, hay còn gọi là nhiệt kế nha. Nếu mà bị bệnh nhân bị sốt thì chúng ta sẽ dùng nhiệt kế để đo coi là cái mức sốt của bệnh nhân là bao nhiêu. Chị sẽ dán một cái miếng sticker lên đây. Và cái nhiệt kế này là màu vàng nhưng mà chỉ là giả thôi nha các em. Bỏ vào đây. Tiếp theo chúng ta có một cái ống tim. Ống tim này có đánh số từ 1 tới 4. Đầu ống tim cũng được làm giả, không hề có kim tim. Rất là an toàn cho các bạn nhỏ tập chơi trò chơi bác sĩ ha. Còn đây, đây chính là dung dịch truyền nước, chai dung dịch truyền nước. Trong trường hợp bệnh nhân yếu thì chúng ta có thể truyền nước để bệnh nhân cảm thấy khỏe hơn. Kẹo ở đây. Hộp thuốc này chị lúc nãy chị đã giới thiệu, chị sẽ đặt hộp thuốc ở đây. Ok. Còn rất là nhiều các dụng cụ khác nhau. Như là đây là một cái kéo. Cái kéo này màu xanh hỗ trợ cho bác sĩ trong việc thăm khám bệnh nhân nhé. Chẳng hạn như mình sẽ cắt băng. Còn đây là dạng kéo gấp, dùng để gấp những cái băng gạc ha, cho nó vệ sinh nè. Màu vàng. Đây là mắt kiến. Mắt kiến này là mắt kiến của bác sĩ nhé. Các em có thể đeo vào, đóng vai làm bác sĩ để khám bệnh cho bệnh nhân. Chị sẽ treo mắt kiến ở đây. Chúng ta có một con dao mổ nhỏ nhỏ. Thêm hai dụng cụ đi kèm, nhíp gấp cũng màu xanh luôn. Ok, vậy là chị Kim xin đã giới thiệu xong về cái bộ đồ chơi bác sĩ, vali đồ chơi bác sĩ ngựa pony rồi. Các em thấy ở bên trong này chúng ta có rất là nhiều món đồ, đủ các dụng cụ để cho các em giả vờ làm bác sĩ chơi trò khám bệnh với em bé nha. Nào bây giờ chị Kim xin sẽ mời đến đây một cô bạn búp bê để chúng ta sẽ chơi trò chơi bác sĩ khám bệnh cho bệnh nhân nhé. Đầu tiên bác sĩ sẽ dùng dụng cụ này. Đây, ống tai nghe. Bác sĩ sẽ đeo tai nghe vào tai và thăm khám cho baby nhé. Baby đập quá nhanh. Tiếp theo, chúng ta sẽ đo thử coi nhiệt độ người của baby bây giờ là bao nhiêu độ nhé. Cặp nhiệt độ vào nách. Rồi giữ khoảng 1 phút nhé. Đã xong 1 phút. Baby sốt 38 độ. Nó cũng chỉ là sốt nhẹ thôi bác baby ạ. Có lẽ là bạn, có lẽ là bác sĩ thấy là có lẽ là bạn quá stress, căng thẳng và hơi mệt cho sau khi mà bạn đã phải làm việc nhiều đúng không nào. Bây giờ chúng ta sẽ truyền nước biển nhé. Truyền một chai nước biển vào là baby sẽ cảm thấy khỏe ngay thôi. Đây là dung dịch truyền. Rồi baby hạ tay xuống, mình sẽ gắn nước vào trong. Ok. Búp bê baby ơi, bạn đã thấy thế nào rồi? Bạn có cảm thấy khỏe hơn không?
Wow, mình cảm thấy là rất là khỏe hơn rất là nhiều rồi. Mình nghĩ là về nhà mình nghỉ ngơi thêm một chút xíu nữa thì chắc chắn là mình sẽ khỏe và hết bệnh ngay. Đúng rồi, và bác sĩ có một điều muốn dặn búp bê Barbie là về nhà, búp bê Barbie phải nghỉ dưỡng nè, không được hoạt động làm việc quá nhiều cho tới khi nào mà bệnh tình của mình khỏi. Và nhớ là phải uống thuốc đúng giờ nhé. Đây là đơn thuốc bác sĩ kê cho búp bê Barbie. Hãy cầm về nhà và nhớ uống thuốc đúng giờ nhé. Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Barbie hứa sẽ cố gắng uống thuốc đúng giờ và nghỉ ngơi để dưỡng bệnh mau khỏi bệnh nhé. Chào tạm biệt bác sĩ. Wow, vậy là chị Kim Sinh đã vừa chơi mẫu cho các em coi bộ đồ chơi bác sĩ đúng không nào? Các bạn nhỏ có thể chơi nhiều hơn với bạn bè của mình. Với búp bê của mình tại nhà, chị Kim Sinh chỉ chơi một chút xíu thôi để giới thiệu sơ về bộ đồ chơi này có thể chơi được như thế nào nhé. Chị nghĩ là các bạn nhỏ trong kênh Kim Sinh Channel rất là giỏi, các em có thể chơi được rất là nhiều những cái hoạt động trong cái vai trò đóng vai một người bác sĩ khám bệnh cho bệnh nhân. Các bạn nhỏ ơi, đừng quên like video ủng hộ cho chị Kim Sinh nha. Video càng nhiều like chị Kim Sinh càng có động lực. Và đặc biệt là nếu mà được 5.000 like, sắp tới chị Kim Sinh sẽ làm ngay mini game. Mini game này rất đặc biệt, sẽ live stream và phát quà trực tiếp cho các em. Và phần thưởng chính là bộ đồ chơi bác sĩ này. Cho nên nhớ nha, ủng hộ video chị Kim Sinh với nhé. Và đừng quên đăng ký kênh của chị. Còn bây giờ, chị xin chào tạm biệt các bạn nhỏ thân yêu. Hẹn gặp lại các em trong video sau.